Thuốc pháo đợt này cũng chuẩn lắm. Chính là lỗ không dài hôm qua nhỉ? Hôm qua kết xưa nhưng mà lỗ dài hơn. Ui, còn rụng mất kìa. À, hình như là nếu mà cậu mà cho khăn bên dưới bên này sẽ kiểu gió sẽ không khả năng như thế nào, đúng không? Cái chiều gió hôm nay nó bị ấy.